Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long, thứ 6 ngày 6 tháng 10. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025 thảo luận bỏ phiếu thống nhất đề nghị xét công nhận huyện Tam Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Đưa cơ hội việc làm đến với lao động nông thôn là điểm sáng trong công tác đào tạo nghề giới thiệu việc làm 2023 của tỉnh Vĩnh Long. Cầu Mỹ Thuận 2 sẵn sàng cho ngày hợp long. 95% khối lượng công việc ở công trình cầu Mỹ Thuận 2 đã hoàn thành, đáp ứng kịp tiến độ hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối năm nay. Sáng nay, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025 chủ trì họp ban chỉ đạo để thảo luận bỏ phiếu đề nghị xét công nhận huyện Tam Bình đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023. Báo cáo kết quả thẩm tra đánh giá thực tế của các sở ngành tỉnh được phân công phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí cho biết đến thời điểm này, huyện Tam Bình đã đạt tất cả 9 tiêu chí và 36 chỉ tiêu của huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Trong đó, thị trấn Tam Bình đã đạt chuẩn đô thị văn minh, có 100% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới, có 3 trên 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt, tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với tất cả kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Tam Bình là 97,58%. Trong đó, tỷ lệ hài lòng của người dân ở từng xã đạt từ 95,27% trở lên, cao hơn 15,27% so với quy định. Tại cuộc họp, 100% thành viên ban chỉ đạo tỉnh thống nhất kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tam Bình. Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tam Bình, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Tam Bình đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023 theo đúng quy định. Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2023 để góp ý thống nhất chương trình kỳ họp chuyên đề lần thứ tư. Ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Bà Lê Thị Thúy Kiều, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tham dự phiên họp. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nghe báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp chuyên đề lần thứ tư, rà soát nội dung chương trình kỳ họp, nghe trưởng các ban kinh tế ngân sách, văn hóa xã hội, pháp chế của Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo kết quả công tác thẩm tra, các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp và các mặt công tác khác. Kết luận phiên họp, ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp diễn ra trong một ngày với nhiều nội dung cần phải hoàn thành. Vì vậy, yêu cầu Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh rà soát thật kỹ nội dung, chương trình, từng dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, phối hợp hoàn chỉnh các báo cáo thẩm tra, tham mưu chia 3 tổ thảo luận trước khi lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu, chuẩn bị tốt các khâu về hậu cần, khánh tiết, đảm bảo kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp. Sáng nay, ông Hồ Văn Huân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long chủ trì hội nghị sơ kết công tác mặt trận quý 3 và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2023. Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khẳng định trong quý 3 công tác mặt trận tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật. Đáng chú ý, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp giữa các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền chỉ thị nghị quyết của Đảng, các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Thông qua các phong trào, các cuộc vận động, địa phương đã vận động nhân dân tích cực đóng góp nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Văn Huân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo trong quý 4, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cần tập trung phối hợp với các tổ chức thành viên, tuyên truyền vận động nhân dân tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư 18/11, đặc biệt là chuẩn bị tổ chức hội nghị ban công tác mặt trận ấp, khóm, khu nhiệm kỳ 2024-2026 và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Bên cạnh đó là quan tâm xây dựng và nhân rộng những mô hình tự quản mang lại hiệu quả ở cộng đồng dân cư để góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với giảm nghèo bền vững. Chiều nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua và tuyên dương những điển hình dân vận khéo và xây dựng đơn vị dân vận tốt trong lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2021-2023. Đến dự của Đại tá Trần Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long. Thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt, những năm qua, cấp ủy chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh đã quán triệt triển khai đồng bộ toàn diện thực chất, huy động được sự tham gia của các cấp, các ngành và các tổ chức cá nhân trong và ngoài quân đội, kịp thời đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận của quân đội, tập trung hướng mạnh về cơ sở, đa dạng nội dung hình thức. Các cơ quan đơn vị luôn bám sát địa bàn, lựa chọn nội dung hình thức mô hình hoạt động phù hợp, hiệu quả. Trong thời gian tới, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt, gắn với phong trào thi đua quyết thắng, tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân trong khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Dịp này, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã khen thưởng cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt giai đoạn 2021-2023. Chiều nay, Ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo huyện Trà Ôn hội nghị tổng kết phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2021-2023. Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đến dự hội nghị. Qua 3 năm xây dựng mô hình dân vận khéo giai đoạn 2021-2023, huyện Trà Ôn có 853 tập thể và 1.550 cá nhân đăng ký với nhiều mô hình trên các lĩnh vực gắn với công việc thực tế. Qua đó đã lan tỏa nhiều cách làm hay, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan đơn vị. Nổi bật có các mô hình như xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn vì nhà ở, mô hình vận động mua bảo hiểm y tế tự nguyện, mô hình vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, rải đá, hiến đất, làm hàng rào, cột cờ, kết hợp đèn đường các tuyến đường liên ấp, liên xóm, mô hình phát huy vai trò của đồng bào dân tộc Khmer tham gia giữ gìn an ninh trật tự, mô hình nhận đỡ đầu trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, mô hình xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường. Kết quả thực hiện các mô hình, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn trong huyện đã khen thưởng cho 52 tập thể và 76 cá nhân. Cấp huyện khen thưởng 20 mô hình của tập thể và 40 mô hình của cá nhân. Đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 2 cá nhân. Ban chỉ đạo tỉnh khen 1 mô hình của tập thể và 1 mô hình cá nhân. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Long, Hội đồng đội Trung ương, Câu lạc bộ nghiệp vụ cung nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi các tỉnh thành khu vực phía Nam tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai chương trình nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, hệ thống các cung nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi khu vực phía Nam có nhiều hoạt động tiếp tục khẳng định là thiết chế văn hóa không thể thiếu của thiếu nhi các địa phương. Các đơn vị đổi mới đa dạng hình thức tổ chức trong tập hợp phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu cho thiếu nhi. Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống được quan tâm đẩy mạnh, tiếp tục đổi mới sáng tạo, khẳng định chức năng là trung tâm giáo dục ngoài nhà trường, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng. Tại hội nghị, các đơn vị đã báo cáo nhiều mô hình sinh hoạt thiếu nhi tiêu biểu năm 2023 như chương trình học kỳ Hải quân, chương trình chợ lá dân gian thiếu nhi, chương trình tuổi nhỏ tiếp bước cha anh làm 1.000 việc tốt, xứng danh cháu ngoan Bác Hồ. Qua đó rèn luyện cho các em kỹ năng sống, kỹ năng sinh hoạt đội nhóm, góp phần chung tay bảo vệ môi trường, phát triển năng khiếu. Hội nghị cũng thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức liên quan Cúp Sen Hồng năm 2024 tại Phú Yên, liên quan tiếng kèn đội ta năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dịp này, hệ thống câu lạc bộ nghiệp vụ các cung nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi khu vực phía Nam trao tặng tỉnh Vĩnh Long 40 triệu đồng để thực hiện các công trình phần việc ý nghĩa trên địa bàn tỉnh. Chiều nay, lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long tiếp và làm việc với đoàn giảng viên khoa truyền thông sáng tạo Trường Đại học Nguyễn Tất Thành do Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Quang Hào, trưởng khoa làm trưởng đoàn đến tham quan tìm hiểu về các hoạt động chuyên môn của đài. Tại buổi làm việc, Ban Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển, các cơ sở vật chất kỹ thuật và một số chương trình nổi bật đang thu hút sự quan tâm của khán thính giả. Đoàn giảng viên khoa truyền thông sáng tạo Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cũng quan tâm tìm hiểu những công nghệ, thiết bị truyền hình cũng như việc sản xuất nội dung số và khai thác quảng cáo trên nền tảng số của đài. Ban Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long và các giảng viên của trường cũng trao đổi chia sẻ một số vấn đề quan tâm như cách khai thác sự kiện và chất liệu báo chí để tạo sức hút khán giả, việc nắm bắt và ứng dụng công nghệ hiện đại của đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong quá trình chuyển đổi số và những định hướng chiến lược phát triển của đài trong thời gian tới. Thông qua buổi làm việc, ngoài trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và tạo sự gắn kết giữa hai đơn vị, đây còn là dịp để các giảng viên của trường tiếp cận thực tiễn, trên cơ sở đó vận dụng hiệu quả vào chương trình đào tạo nhân lực, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Đoàn giảng viên khoa truyền thông sáng tạo Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cũng được giới thiệu tham quan một số phòng ban chuyên môn và phim trường của đài. Đầu năm 2023 đến nay, công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng của tỉnh Vĩnh Long có nhiều khởi sắc, đạt trên 83% kế hoạch năm. Một trong những điểm sáng góp phần mang lại kết quả tích cực trên là việc đẩy mạnh, mở rộng truyền thông về cơ sở, đưa cơ hội việc làm đến gần hơn với lao động nông thôn. Hiểu được đặc thù bận buôn bán, bà con tiểu thương khó sắp xếp được thời gian để tham gia tại điểm tổ chức tập trung. Trong khuôn khổ phiên giao dịch việc làm được tổ chức tại xã Tân Lược, huyện Bình Tân, mới đây, chuyên viên Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Vĩnh Long và đại diện các doanh nghiệp đã đến tư vấn truyền thông lưu động tại chợ, đưa phong phú những thông tin về chính sách cơ hội việc làm tới người dân. Đi trực tiếp thì nó có cái thuận lợi cho mình, chứ đâu có đi qua xã được, tại vì sáng đông là mất mua bán ở đây rồi đâu có đi được. Thấy con cháu vậy là nhiệt tình dữ lắm luôn rồi đó. Có ông đứa cháu nữa, cô về cô đưa cái hồ sơ này nè, coi nó coi rồi coi nó có chuyện nó chọn. Cũng nghe mấy anh tư vấn cái phí của mình đi như thế nào đó, rồi khi mà cái phí của mình được vay như thế nào nữa, nó bao gồm như vậy đó. Nhưng mà nãy giờ trao đổi thì thấy rõ ràng, thấy cũng yên tâm rồi, định hướng rồi. Tôi cũng lấy số điện thoại vậy đó để mà tôi tư vấn với con gái tôi, xong rồi cái tôi gọi. Ngoài 18 phiên giao dịch việc làm định kỳ được tổ chức 2 lần mỗi tháng, đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các doanh nghiệp địa phương tổ chức 4 phiên giao dịch việc làm lưu động tại huyện Long Hồ và 3 xã của 2 huyện Bình Tân và Trà Ôn. Đây là điều kiện thuận lợi để lao động ở địa bàn nông thôn được tiếp cận với chính sách về lao động, việc làm, nhất là được cung cấp tư vấn thông tin cung cầu lao động chính thống để người lao động an tâm, mạnh dạn tham gia vào thị trường lao động ngoài nước. Thực tế trong các năm qua làm về công tác truyền thông này thì thấy hiệu quả của cái việc mà vận động lao động ở các địa phương là góp phần rất là quan trọng. Mình đến cơ sở mình vận động địa phương, đa phần là quý phụ huynh sẽ nắm được các chương trình này. Đồng thời thì công ty cũng sẽ liên hệ với các trường học, thì phụ huynh nắm được cái điều kiện tham gia cũng như về doanh nghiệp. Từ năm 22 là chúng tôi đã bắt đầu tăng cường cái công tác tuyên truyền cũng như đổi mới trong cái hình thức tuyên truyền, tổ chức bằng nhiều cái phương thức mà làm sao cho tạo điều kiện cho cái người lao động tiếp cận được với cái nhu cầu của thị trường lao động. Cho nên là bằng tất cả những cái cách, cái giải pháp mà tổ chức nhiều hơn cái cuộc tuyên truyền về cái giới thiệu việc làm cho cái đối tượng lao động. Cho nên là từ đầu năm đến nay thì chúng ta thấy một con số liệu là nó rất là phấn khởi, rất khả quan, và cũng trên tinh thần cái cách làm nó hiệu quả như thế thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là từ đây đến cuối năm thì chủ cũng đã giao nhiệm vụ cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm. Thứ nhất là sẽ tổ chức các cái phiên giao dịch việc làm ở các huyện, có thể là đưa vào các cái điểm trường và tăng cường tổ chức ở cơ sở, ở các điểm xã, các phường, thị trấn để làm sao tạo một cái điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động tiếp cận được cái nhu cầu của thị trường lao động. Để phấn đấu đạt mục tiêu đưa 1.700 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2023, những tháng cuối năm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành địa phương, doanh nghiệp để mạnh tuyên truyền về cơ sở, để người lao động có nhu cầu nắm bắt, tiếp cận với cơ hội việc làm, mạnh dạn tham gia thị trường lao động ngoài nước, cải thiện thu nhập, phát triển kinh tế. Chiều nay, Hội đồng Tư vấn Khởi nghiệp và Phát triển Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre khai mạc Ngày hội đổi mới sáng tạo tỉnh Bến Tre năm 2023. Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân đến dự. Với chủ đề sáng tạo từ tâm, dương tầm biển lớn, Ngày hội đổi mới sáng tạo tỉnh Bến Tre năm nay nhằm tăng cường kết nối giữa các thành phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại tỉnh Bến Tre với các doanh nghiệp, hiệp hội, trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, tổ chức nghề nghiệp, giảng viên, sinh viên, thanh niên, người lao động. Đồng thời thúc đẩy liên kết mạnh mẽ các nguồn lực hỗ trợ đầu tư cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bến Tre với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Đây cũng là dịp để các cá nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, học sinh, sinh viên tiếp cận với ý tưởng, tri thức mới, có cơ hội gặp gỡ, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ với các chuyên gia, nhà đầu tư, quỹ đầu tư có tiềm năng hợp tác trong tương lai. Ngày hội sẽ diễn ra trong hôm nay và ngày mai 7 tháng 10, bao gồm một chuỗi nhiều hoạt động, trong đó có cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Bến Tre năm 2023, hội thảo khoa học đổi mới sáng tạo mở, phát huy nội lực để doanh nghiệp phát triển trong tình hình mới, đối thoại chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ngay sau lễ khai mạc, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre đã tổ chức hội thảo với chủ đề đổi mới sáng tạo mở, phát huy nội lực để doanh nghiệp phát triển trong tình hình mới, với sự tham dự của gần 200 đại biểu là các nhà quản lý, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Bến Tre. Sáng nay, đại diện lãnh đạo và các thành viên của Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam ENC, thành viên của Trung Nam Group đã đến kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị ngày hợp long nhịp chính cầu Mỹ Thuận 2, dự kiến sẽ được thực hiện trong tháng 10 này. Gói thầu chính thi công thân trụ T14, T17 và kết cấu nhịp chính dây giăng của cầu Mỹ Thuận 2 được Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam cùng liên danh thực hiện. Công tác thi công kéo bó cáp cuối cùng và thi công khối đúc hận cuối của nhịp cầu chính đã hoàn thành và sẵn sàng hợp long nhịp chính hai đầu cầu trong tháng 10 năm 2023. Công tác hợp long là bây giờ đang gấp rút thực hiện để đảm bảo tiến độ chủ đầu tư đặt ra. Khối hợp long là sẽ có 125 tấn đà giáo thì là nhà thầu đã triển khai là xong rồi. Bây giờ thì đang vào thép để hoàn thiện công tác cuối cùng để hợp long thôi. Hiện tại thì nhà thầu đã thực hiện được tầm độ khoảng 95% rồi. Còn công tác căng kéo mới là lùi lại xe đúc thì là để cho đảm bảo kỹ thuật trong quá trình hợp long thì nhà thầu đang triển khai. Trong vòng ngày hôm nay là cũng tương đối hoàn thiện. Dự án cầu Mỹ Thuận 2 có tổng chiều dài 6,61 km, trong đó phần cầu chính dài khoảng 1,9 km, thiết kế 6 làn xe, vận tốc 80 km/h, tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng. Đây là cầu dây giăng lớn nhất do các nhà thầu Việt Nam thiết kế và thi công. Khi cầu Mỹ Thuận 2 hoàn thành, cùng với cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ cũng đang tích cực đẩy nhanh tiến độ. Tuyến cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ dài hơn 160 km sẽ được nối thông, rút ngắn thời gian chỉ còn hơn 2 tiếng đồng hồ, thay vì gần 4 tiếng như hiện nay. Qua đó đảm bảo lưu thông, kết nối giao thông thuận lợi cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long đến thành phố Hồ Chí Minh và các vùng miền khác trên cả nước, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung, Vĩnh Long nói riêng. Trong khi đó, thì 2 ngày qua, những mét bê tông nhựa đầu tiên của gói thầu XL01 thuộc dự án cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ tại địa phận phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long đã được đơn vị thi công trải thảm. Theo chủ đầu tư, các nhà thầu đã huy động nhân lực triển khai 4 mũi đồng loạt thảm bê tông nhựa tại các vị trí đủ điều kiện và đã thảm nhựa lớp 1 được khoảng 1,1 km, lớp 2 được 200 m. Trong suốt quá trình thảm, yếu tố kỹ thuật chất lượng luôn được các kỹ sư giám sát nghiêm ngặt. Theo Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, sản lượng thi công dự án đến nay đạt khoảng 72% giá trị hợp đồng. Hiện đã đủ điều kiện dỡ tải 19,3 trong 20 km nền đường có xử lý đất yếu. Còn lại 700 m dự kiến dỡ tải trước ngày 20 tháng 10. Các nhà thầu đã thi công cấp phối đá dăm đạt 42%, trong đó khoảng 4 km đủ điều kiện thảm lớp bê tông nhựa đầu tiên. Dự án cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ có tổng chiều dài gần 23 km, trong đó đoạn qua tỉnh Vĩnh Long dài hơn 12 km, qua Đồng Tháp dài hơn 10 km, tổng mức đầu tư công trình hơn 4.800 tỷ đồng. Giai đoạn 1 dự án đầu tư với quy mô 4 làn xe, vận tốc 80 km/h. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành đưa vào khai thác vào cuối năm nay. Chiều nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Ban Quản lý Chợ Vĩnh Long tổ chức diễn tập phương án chữa cháy năm 2023. Tình huống giả định xảy ra cháy trong khu vực chợ do chập điện. Khi phát hiện, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở lập tức báo động toàn bộ khu vực chợ, triển khai phương án ứng cứu, đồng thời gọi điện báo 114 và các lực lượng chức năng ở địa phương đến hỗ trợ. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ điều phương tiện và hơn 80 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường chữa cháy và cứu người bị nạn. Diễn tập diễn ra thành công, góp phần nâng cao ý thức cho cộng đồng về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tăng cường sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ giữa lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp với lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và một số đơn vị khác trong việc xử lý các tình huống cháy nổ, tai nạn sự cố xảy ra trên địa bàn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì chiều nay, bão số 4 đã mạnh thêm một cấp sau khi di chuyển vào vùng biển phía đông nam của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hồi 17 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc, 116,7 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 290 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, tức là từ 118 đến 149 km/h, giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 17 giờ chiều mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc đến 114,7 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 100 km về phía đông nam, cường độ bão mạnh cấp 11, cấp 12 và cấp 15. Trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ từ 5 cho đến 10 km/h và suy yếu dần. Từ đêm nay, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 13, giật cấp 16, biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này đều chịu tác động của gió bão mạnh. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày nụ cười thế giới. Sự kiện được kỷ niệm trong ngày thứ 6 đầu tiên của tháng 10 thường niên. Ý tưởng về ngày bắt đầu từ một họa sĩ người Mỹ đã sáng tạo ra hình mặt cười Smiley Face và được nhiều người trên khắp thế giới hưởng ứng. Và trong ngày thứ 6 đầu tiên của tháng 10 hôm nay, mời quý vị cùng ngắm nhìn những nụ cười với hình ảnh về một số dự án truyền cảm hứng được thực hiện tại Việt Nam. Phẫu thuật lần thứ 2 cho cháu thì là cháu cũng đã có dần dần được có tiếng nói và có nụ cười sẽ tươi thắm hơn. Sự nỗ lực của mỗi bản thân các thành viên thì nó đã phá tan được cái giới hạn, mang lại cho chúng tôi cả một cái thế giới rất là kỳ diệu. Mỗi người đến đây thì đều trao cho nhau những cái nụ cười và những cái năng lượng rất là tích cực. Mọi người sẽ trân quý cái nét đẹp người lao động hơn và trân quý những khoảnh khắc vui tươi của cuộc sống hơn. Khi mọi người nhìn thấy mọi người khác vui thì mình cũng vui theo, kiểu như thế. Và phóng viên cũng lan tỏa rất là tốt. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói là khoảnh khắc chúng ta nhìn thấy nụ cười hạnh phúc chính là lúc chúng ta thấy cuộc sống tích cực hơn, và đôi khi nó còn giúp chúng ta sống vị tha hơn, chia sẻ, thông cảm nhiều hơn và mở rộng trái tim với mọi người. Và hình ảnh về những nụ cười vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.